Chàng trai bắt gọn thủy quái 80 tuổi, dài 3 mét. Con cá tầm màu trắng nặng 295 kg là nỗi ám ảnh trên sông Fraser thuộc British Columbia ở đất nước Canada. Theo Global News, quái ngư dài 3 mét được xem như một huyền thoại ở địa phương trong hơn 40 năm qua do kích thước đồ sộ và chiếc mũi màu hồng phồng to kỳ lạ. Nick McCabe, một hướng dẫn viên 19 tuổi, đã bắt gọn con cá tầm này vào hôm 23 tháng 8. Con cá khổng lồ được cho là khoảng 80 tuổi, căn cứ vào kích thước của nó. Tên nó là mũi hồng và bạn có thể thấy rõ lý do. Chiếc mũi của nó bị hủy hoại cách đây 40 năm. Jeff Gilmerson, đồng nghiệp của McCabe ở công ty tổ chức tour câu cá River Monster Adventures, cho biết như vậy. Trước đó, dù con cá tầm từng được gắn nhãn và đeo chip siêu nhỏ, nhưng không có ngư dân địa phương nào đủ khả năng bắt nó. McCabe đã phải mất 2 tiếng để chờ đón con cá cắn câu. McCabe và nhóm du khách chụp hình cùng mũi hồng trước khi thả nó xuống nước.